quần áo, áo vào đây. Lớp trưởng báo cáo siêu lớp. Và thầy lớp tổng số 43 đi đổ. Được. Là tôi Vũ Văn Vịnh, giáo viên giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh lên lớp 7 thường thức phòng tránh bom đạn và thiên tài, quân số tham gia đầy đủ, trang thiết bị đảm bảo an toàn, báo cáo hết. Được, đồng chí thực hiện giờ theo kế hoạch. Rồi lớp của xuống. Rất vinh dự thầy trò chúng ta ngày hôm nay có cô Nguyễn Thị Thà, phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong các tổ bộ môn. Đến dự giờ chúng ta ngày hôm nay đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to. Trước khi vào bài học mới, thầy đã mời các em xem một đoạn video, sau đó trả lời một số câu hỏi liên quan đến video này. Tôi Vũ Văn Vịnh, giáo viên giảng dạy bộ môn quốc phòng an ninh lên lớp 7 thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tài, quân số tham gia đầy đủ,
trang thiết bị đảm bảo an toàn, báo cáo hết. Rõ. Đường đức phòng tránh của các bạn bom đạn là thế này. Và các em giờ mở ra. Mời em. Bom nó được biết đến gì đúng rồi, TV
đài báo sẽ phải đưa rất nhiều đến các loại bom này và cái tác hại của nó. Sau đây chúng ta ngồi xuống, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về từng loại bom một và tác hại của từng loại bom. Mỗi một loại bom có một tác dụng khác nhau. Ngoài sát thương ra thì có những loại bom không gây sát thương, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là bom thứ nhất, quả bom CBU-24. Chúng ta quan sát đây là quả bom CBU-24. Đó là loại bom trùm dạng cassette và giải bom bi dạng quả ổi. Đây là U-26, sát thương bom mẹ chứa khoảng 200 con con, còn lổ trên không và giảm bom con trúng mục tiêu. Bom con có thể lổ ngay hoặc lổ chậm. Khi lổ tạo thành hình vỡ đường kính từ 0,2 đến 0,3 mét, độ sâu từ 0,2 và bán tính sát thương của nó trong vòng 10 mét. Đấy, chúng ta xem đây ngoài đây là bom mẹ và khi giải ra những bom con sẽ được tung ra và bán tính sát thương của nó trong vòng mỗi quả bom con là bán tính sát thương trong vòng 10 mét. Chúng ta biết đấy là theo dõi một số phim tài liệu hoặc phim bây giờ có những quả mà chúng ta xem những quả bom hoặc là những quả lựu đạn của mình và vì sao chúng ta biết là chúng ta phải học để chúng ta biết khi có một quả bom hoặc quả lựu đạn thì đáp ra và vì sao cũng phải nằm hết xuống nhỉ? Mời em ngồi xuống. Hàm ra đứng lên. Rồi chuyển xác lên chúng ta quan sát này. Nổ chậm khi nổ tạo thành hình vỡ. Các em thấy không? Người hình vỡ như nào? Đây, tôi nói ví dụ rất cụ thể. Ví dụ quả bom nổ là tính sát thương trong vòng 10 mét và nó là hình vỡ. Thì nếu mà chúng ta đứng thẳng người lên thì chúng ta có bị thương không nhỉ? Đúng rồi. Thế vì vậy mà nhiều bộ phim của sao mình nằm xuống bên dưới. Nằm xuống bên dưới thì làm sao? Thì nó sẽ không bị thương, đúng không? Nếu mà gần quá thì không biết, chỉ bị tiếc tai rồi đấy không? Chúng ta biết đó là tác dụng của loại bom là chúng ta tránh của biết cách. Tiếp theo đó là bom CBU-55. Đây chúng ta quan sát đây là quả bom CBU-55. Đây là quả bom CBU-55. Nó cỡ 500 bảng, khoảng nặng 225 kg, lắp trên máy bay loại nhẹ như A-37, OV-10, UH-1 ở độ cao khoảng 600 m và chứa khoảng 3 bom con BLU-73, nó có dài là 2,285 m và khối lượng là 235 kg, đường kính là 0,3, mỗi bom con có khối lượng là 45 kg, chứa 32,6 kg nguyên liệu SIM là oxy ethylen lỏng và Mỹ đã dùng vào năm 1945 và 1975 ở Xuân Lộc, nó vẫn chậm. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm một loại bom nữa, đó là bom GBU-17. GBU-17 được chế tạo năm 1982, nó dài 3,6 m và đường kính là 0,82 m và dùng cho máy bay F-1, F-4 và F-111. Sai số trung tích của nó khoảng 10 m và khả năng xuyên phá được các tấm bê tông dày 4,5 m và có thể xuyên sâu lòng đất là 7,5 m và đầu đường thép gồm lượng lõm và mũ khóa. Em chú ý là Mỹ chế tạo rất nhiều loại bom và có công dụng khác nhau, ngoài đổ trên mặt đất và có thể là xuyên sâu xuống bê tông, đúng không? Đấy là rất nhiều, Mỹ chế tạo rất nhiều loại bom. Và ngoài đó, ngoài ra nó, sau đây ta tìm hiểu một số loại bom mà không gây sát thương. Đây là bom hóa học, em thấy không? Loại bom mà chúng ta hay được nhắc nhiều nhất. Bây giờ đây là những cái hình ảnh mà chúng ta quan sát tác hại của bom hóa học mà bây giờ vấn đề di chứng trên đất nước chúng ta rất là nhiều. Và những sao nó bộ phim và tài liệu trên tài sự chúng ta đấy. Đây là loại bom chứa khí độc hóa học, chủ yếu sát thương sinh lực đối phương, kích thích chảy nước mắt, rát, bỏng, ho ngứa và suy nhược thần kinh. Tiếp theo là bom cháy. Đó là bom cháy này, các bạn quen không? Đấy, và các bạn vừa nhiều các bộ phim tài liệu hoặc có phim hành động bây giờ phải, chúng ta có thể nhận thường có những cái loại bom này. Đó là sử dụng chất cháy hỗn hợp nhôm, phốt pho, là bàn hoặc các chất dễ cháy như xăng, dầu hỏa, benzen và toluen dưới dạng keo bột, là phương tiện để sát thương sinh lực đối phương.
em nhìn tác hại của bằng cháy. Để dọc đường thì là đốt rừng này, phá làng mạc, đấy là những cái mà bộ Mỹ đã sử dụng. Và bom mầm, đây là một số vừa rồi thầy đã nói với các em một số loại bom gây sát thương, còn đây là một số loại bom không gây sát thương nhưng nó lại có tác dụng khác. Đó là bom chuyên dùng để đánh phá các mạng lưới của đối phương, không sát thương sinh lực nhưng mà khi nổ tung ra hàng trăm ngàn sợi rapid bám vào dây điện gây đoạn mạch, hóa hỏng các thiết bị hệ thống điện. Đấy, đây là em quan sát Mỹ không những chế tạo những loại bom mà gây sát thương mà còn chế tạo những loại bom không gây sát thương nhưng mà nó có tác dụng gì nhỉ? Phá hoại gì? Phá hoại. Đúng rồi, giao thông liên lạc của ta. Chúng ta quan sát và tiếp theo đó nữa là quan sát về bom điện tử. Đây là một số hình ảnh về quả bom điện tử mà Mỹ đã sử dụng. Bom chuyên dùng đánh phá các thiết bị điện tử. Khi nổ tung ra bình thường cường độ lớn trong thời gian rất ngắn và tác động vào các linh kiện vi mạch bám dẫn của các thiết bị điện tử, phá hủy khí tài vô tuyến điện tử, máy tính và thiết bị quang điện của truyền hình. Đây là một số loại bom. Ngoài những quả bom ra và những loại bom để phá hủy giao thông của chúng ta đó, đường đi lại của chúng ta, đó là bom phi trường MK82 500 bảng, 117 720 bảng, dùng để đánh phá giao thông khi có sắt thép đi qua, ngoài nổ cảm nhận tín hiệu điện gây nổ, thời gian mở bảo hiểm từ 15 phút đến vài tháng, có thể tiêu hủy 6 đến 8 tháng. Đây là một số hình ảnh các em quan sát để biết. Nếu một ngày nào đó là chúng ta các em lớn lên chúng ta đi làm ở những khu vực xa, mang đào được bom này, chúng ta biết, chúng ta tránh. Đây là các em để ý à? Nhưng chúng ta nhận dạng được quả bom để chúng ta biết. Cái quả bom này nó là khi có sắt thép đi qua thì ngoài nổ cảm nhận tạo tín hiệu và gây nổ ngay. Được chưa? Mà ví dụ chúng ta nhìn thấy quả bom đấy, chúng ta mang cuốc ra chúng ta đào thì thôi chắc chắn là nó sẽ nổ ngay và ảnh hưởng rất nhiều. Và một số người không biết thì vừa rồi báo mạng ra đưa rất nhiều vụ đấy ở Bắc Ninh vừa rồi là mấy anh ấy buôn cái thải và anh mang cưa bom để lấy sắt bán, thiệt hại rất là lớn cho dân dân và bom nguyên tử. Anh em, đây là một số hình ảnh tác hại của bom nguyên tử. Trong lịch sử chúng ta mà Mỹ sử dụng hai quả bom nguyên tử của bây giờ vấn đề là rất lớn. Mà các em biết đó là hai quả bom nguyên tử mà tôi này mà Mỹ sử dụng đâu nào, ai biết có thể giơ tay nào, ai biết không? Rồi mời em. Sau khi thầy đã hướng dẫn các em chúng ta xem một số đặc điểm tác hại của loại bom đạn và qua đây các em thấy rằng là bom đạn có tác hại như thế nào, ai cũng bạn nào có thể biết sau khi thầy giới thiệu một số loại bom ngoài sát thương này, ngoài phá hủy ra nó có tác hại như thế nào, mời em. Tác hại của loại bom đạn, bom mìn diệt sự sống của chúng ta và gây cho
người dân những thiệt hại vô cùng to lớn cả người và của. Và cái thứ ba là hủy diệt môi trường sống. Em thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng một quả bom thả xuống một cánh rừng, một cánh rừng đó trăm năm nó hình thành một cánh rừng, nhưng một quả bom thôi thì nó sẽ san phẳng. Đó chưa? Đấy là những cái mà tác động. Và cái cuối cùng nặng nề nhất để lại những di chứng chiến tranh cho các thế hệ kế tiếp, đấy là những cái rất là nặng nề, bom đạn chiến tranh chúng ta đấy. Và sau đây chúng ta sẽ thảo luận nhóm. Em hãy nêu một số biện pháp phòng tránh bom đạn mà em biết. Sau đây thầy chia làm 4 nhóm và 4 nhóm sẽ lên lấy cho thầy một tờ giấy và ghi những cái chúng ta đóng góp ý kiến và ghi tên nhóm của mình ở trong ở góc này đó chưa, và chúng ta sẽ ghi những cái mà em biết, biện pháp phòng tránh mà em biết. Sau đó chúng ta dùng sẽ làm và các bạn sẽ lên trình bày báo cáo thứ nhất. Một số biện pháp mà chúng ta đọc ở trong sách ra thì chúng ta có thể lên các ngoài chúng ta biết nhá. Em chú ý ngoài chúng ta lên sách là các ngoài chúng ta biết. Pháp mà chúng ta ở trong sách là chúng ta có thể nêu biện pháp mà mình có thể biết hoặc là mình theo mình đó chứ, chúng ta xây dựng là nó xin thêm sinh động. Làm hầm hố phòng cháy, sơ tán và phân tán các nơi dân cư như các khu nhà máy.
máy xí nghiệp hay trường học nhận đánh trả khắc phục hậu quả, tuyên truyền cho mọi người biết về các tác hại và cách phòng tránh bom đạn, và đặc biệt là thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền khi nghi ngờ hoặc phát hiện ra những nơi có bom đạn. Nói về chỗ. Còn mời nhóm 2. Sau khi nhóm em tìm hiểu và chỉnh một số loại hình thức là phòng tránh bom đạn thì nhóm em đã tìm hiểu ra một số biện pháp là: biện pháp 1 là tổ chức trinh sát thông báo và báo động. Biện pháp thứ 2 là ngụy trang giữ bí mật chống trinh sát của địch. Biện pháp thứ 3 là làm hầm hố phòng tránh. Phương pháp thứ 4 là sơ tán, phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh tụ họp đông người ạ. Biện pháp thứ 5 là đánh trả. Biện pháp thứ 6 là khắc phục hậu quả. Biện pháp thứ 7 là cho báo cho cơ quan có thẩm quyền. Biện pháp thứ 8 là tuyên truyền cho người dân phòng tránh. Biện pháp thứ 9 là đánh dấu vị trí nơi có bom đạn rồi báo cho người có thẩm quyền. Trách nhiệm không thay đổi vị trí, không tự xử lý. Ngoài những biện pháp này ra, em còn có một số biện pháp khác chưa được ghi vào đây ạ. Em mới đặt trình bày luôn. Thế bây giờ là biện pháp thứ 10 là để phòng tránh những cái loại bom như là bom cháy thì ta có thể dùng cát hoặc là chăn dấp nước. Có gì nữa không? Phá bỏ những loại bom như kiểu từ trường thì ta phải tìm hiểu khi phá cái loại bom mà ta chưa biết đấy là loại bom gì thì ta phải tìm hiểu ạ. Ví dụ như là bom từ trường ạ, nếu mà ta không biết bom từ trường mà ta lại đeo cái nhẫn cưới ở đấy. Rất là chính xác, rất chính xác. Ta phát hiện ra quả bom từ trường nhưng mà chúng ta không cầm cuốc xẻng và chúng ta đào không động quả bom, tay chúng ta đeo nhẫn chúng ta chạm vào bom thì chúng ta cũng nổ, đúng không? Là bạn nói rất là đúng, vừa là vui nhưng mà cũng rất là đúng thực tế. Rồi mời em về chỗ. Bom đạn bằng gạch cây, gạch đá,
Tuy là hiện nay nước ta không còn chiến tranh nhưng mà vẫn còn những quả bom vẫn ẩn sâu dưới lòng đất, nên là khi tìm thấy thì chúng ta phải đánh dấu chúng bằng đánh dấu vị trí bằng những phương tiện đơn giản, không được tự ý thay đổi vị trí hoặc là di chuyển quả bom. Sau khi bốn nhóm đã trình bày và ghi lên trên bảng thì thầy thấy là cũng tương đối là đầy đủ qua cái điều này là chúng ta cái nhất là chúng ta phải tổ chức trinh sát và thông báo báo động. Cái thứ hai là ngụy trang giữ bí mật chống trinh sát của mình. Chúng ta phải ngụy trang giữ bí mật cơ sở căn cứ chúng ta hoặc là cái nơi mà quân sự tránh làm lộ thì có thể biết là thả bom rồi đấy. Cái thứ tư là phải sơ tán phân tán nơi tập trung đông dân cư của các khu công nghiệp chế xuất và tránh tụ họp với đông người và thảo có bom thì rất nhiều người chết. Cái thứ năm là đánh trả, mình dùng phương pháp đánh trả. Đánh trả như nào vậy? Ví dụ là chúng ta phát hiện ra quả bom báo và khi có đốn bom mình là đến gỡ và người ta có thể sử dụng lại quả bom đấy để đánh trả cho địch này. Và cái thứ sáu chúng ta phải khắc phục hậu quả. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nó rõ hơn. Đấy, nhất là tổ chức trinh sát đang nhìn đó, mục đích là phát hiện các hoạt động đánh trả máy bay của địch, thông báo và báo động cho nhân dân phòng tránh. Tín hiệu báo động được phát ra từ quả phủ loa truyền thanh trên vô tuyến truyền hình và kết hợp với các phương tiện thô sơ như là chống mõ kẹp do ban chỉ huy chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở từng khu vực để đảm nhiệm. Cái thứ hai, ngụy trang giữ bí mật trinh sát. Đây là một số hình ảnh ngụy trang giữ bí mật trinh sát xe tăng ngụy trang và của đội chúng ta là ngụy trang. Nêu cao tinh thần cảnh giác giữ bí mật mục tiêu và các khu sơ tán, ngụy trang kết hợp với nghi binh đánh lừa không để lộ mục tiêu chống trinh sát. Đây là tôi sẽ giải thích thêm một chút về đoạn ngụy trang kết hợp với nghi binh. Chúng ta có thể là xây, chúng ta có thể làm sao để dựng một cái làng mạc giả hoặc là những cái mô hình giả địch cũng để cho địch khi phát hiện ra thả bom vào những khu đấy thì ra đó là đang bây giờ là ngụy trang đánh lừa của địch và thực hiện nghiêm các quy định về phòng giam giữ bí mật do ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân đã quy định và làm hầm hố để tránh phòng cháy. Để phòng tránh tác hại của bom đạn địch, tùy theo tình hình cụ thể, ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở từng địa phương tổ chức triển khai đào hầm hố, giao thông hào, đắp tường chắn cho các lớp học, nhà xưởng, bệnh viện ở từng gia đình, trên đường đi, nơi công cộng, ở nơi làm việc, học tập và công tác. Khi có báo động, mọi người không có nhiệm vụ nhanh chóng xuống hầm trú ẩn ở nơi gần nhất. Đấy chưa? Và một cách trật tự, không hoảng loạn, chạy đi chạy lại, dễ làm lộ mục tiêu, tránh nhiều người trong một gia đình, trú cùng một chỗ. Khi không kịp xuống hầm, phải lợi dụng địa hình, địa vật như là bờ ruộng, gốc cây, mô đất và rãnh nước. Khi nghe bom rít, che tay dưới ngực, miệng hơi há để giảm bớt sức ép của bom đạn. Đấy là sơ tán. Phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp chế xuất và tránh tụ họp đông người, nhằm giảm bớt tới mức thấp nhất thiệt hại do bom đạn địch gây ra. Đây là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy mọi người cần khắc phục khó khăn, tích cực tham gia như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sơ tán theo quy định của chính quyền và địa phương. Đánh trả. Việc đánh trả tiến công đường không của địch là góp phần trong phòng tránh an toàn do lực lượng vũ trang đảm nhiệm, là duy trì cho lực lượng chiến đấu được liên tục lâu dài. Công tác bảo đảm phục vụ chiến đấu phải được toàn dân tham gia tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người. Thế nào tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người? Chúng ta
mỗi một người dân chúng ta tùy theo khả năng và điều kiện chúng ta. Ví dụ như chúng ta học sinh, chúng ta cần làm gì ạ? Biết cách phòng tránh, thông báo và làm sao tuyên truyền mọi người biết phòng và tránh. Cái đấy là gần nhất liên hệ với thực tế nhất và khắc phục hậu quả. Đã tổ chức cứu thương từng gia đình, cá nhân và tự cứu là chính và nhanh chóng báo cho các đội cấp cứu biết để nhanh chóng đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Đã là tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hỏa và cứu hộ trên sông. Đối với bom napalm thì dùng cát hoặc bao tải chăn chiếu đúng nước chùm lên đám cháy. Vừa rồi một số bạn trình bày đấy và đã nêu được cách phòng cháy dùng cát hoặc bao tải chăn chiếu nhúng vào nhúng nước chùm lên đám cháy, được chưa? Không phải là cháy mà chúng ta lại vứt thêm cái khô vào như vậy. Và chôn cất người chết, phòng chống dịch bệnh, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình có người bị nạn ổn định và đời sống. Và cuối cùng đó là khôi phục sản xuất và sinh hoạt bình thường. Và chúng ta cần lưu ý như sau. Hiện nay trong đất nước chúng ta tuy không còn chiến tranh nữa, nhưng là bom đạn địch vẫn còn sót lại trong lòng đất khắp mọi nơi. Vì vậy khi phát hiện chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Vừa rồi bạn lớp trưởng đã nêu được cái ý này ra. Thứ nhất là giữ nguyên hiện trường, đánh dấu bằng phương tiện đơn giản như cành cây, gạch đá và báo cáo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý. Tuyệt đối không làm thay đổi vị trí cũng như tự động xử lý. Được chưa? Chúng ta chưa đủ khả năng để chúng ta không động vào gây ảnh hưởng đến việc khác. Và qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nhớ những gì qua bài học ngày hôm nay. Cơ bản một số loại bom này, cách phòng tránh và cũng như tác hại của nó, đúng không? Vâng, mời em ngồi xuống. Đúng không? Hôm nay là chúng ta bầu học đây, chúng ta học kỳ là cái gì? Đấy nhất là đặc điểm tác hại của loại một số loại bom đạn biết. Và thứ hai, chúng ta có một số biện pháp phòng tránh bom đạn thông thường. Phòng và tránh, không biết. Nguy hiểm. Rất cảm ơn các thầy cô giáo đã dự giờ ngày hôm nay và các em đã ủng hộ.